Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về giải Gaza, Ukraine và bàn cờ quân sự thế giới. Phương Tây tập thể ngày hôm nay đang ngày càng leo thang căng thẳng và đùa với lửa trước gấu Nga cùng với phần còn lại của thế giới bằng việc gia tăng căng thẳng ở tại giải Gaza cũng như là vấn đề ở tại Ukraine ngày hôm nay. Trong khi đó, Anh Quốc đang nhìn thấy cái bẫy chiến lược nguy hiểm chờ đợi Kiev ở tại EU. Sau hơn một năm diễn ra căng thẳng xung đột trực tiếp giữa Nga-Ukraine và đẩy mạnh leo thang xung đột có nguy cơ chạm tới xung đột giữa Nga và NATO, thì chúng ta đều thấy phương Tây tập thể đang vỡ vụ và thất bại trong tất cả kế hoạch chiến lược nhằm chống lại Nga tới cùng. Không có cơ hội để lật ngược thế cờ ở trên bàn cờ quân sự thế giới, cũng không có cơ hội để giành lại những lợi thế về mặt truyền thông. Sự ủng hộ của đồng minh chư hầu dành cho kế hoạch của Mỹ cũng đang bị rạn nứt. Sự thống nhất của châu Âu trong gói viện trợ dành cho Ukraine vẫn chưa thể thông qua được. Trong khi đó, sườn đông NATO ngày hôm nay đang mất đi lợi thế dành cho nước Mỹ. Kịch bản của Hoa Kỳ đã nhìn thấy sự thất bại của mình từ Trung Đông cho tới Đông Âu. Sự thất bại trước thế lực của BRICS, sự thất bại trong thế giới đa cực đang được mở rộng, sự thất bại trên mặt trận đó là ngoại giao, niềm tin uy tín của nước Mỹ đã không còn từ vũ đài quốc tế cho đến thực tế của dư luận toàn cầu Đông và Tây. Nhưng Hoa Kỳ về một bản chất chủ nghĩa bá quyền đơn cực toàn diện, về cái việc tiếp tục tăng cường xuyên tạc bịa đặt, dùng cỗ máy truyền thông để lưu loa trên các nền tảng mạng xã hội vẫn chưa dừng lại. Nhưng rõ ràng trong bối cảnh bây giờ thì cái con đường mà bản thân Mỹ sử dụng đó, nó không còn cơ hội để tạo dựng cho Mỹ có được cái lợi thế rằng dùng truyền thông để đạt yếu tố chính trị nữa. Vì xã hội ngày hôm nay là một xã hội phẳng, tất cả mọi người dễ dàng để tiếp cận thông tin đa chiều nhiều hướng ở trên các nền tảng mạng xã hội rồi. Không còn con đường dẫn dắt mị dân thực hiện chính sách ngu dân để lôi kéo dư luận ủng hộ cho Hoa Kỳ nữa rồi. Hoa Kỳ ngày hôm nay đã lộ diện rõ về một bản chất độc tài toàn diện, tuyên truyền đạo đức giả, dối trá để lừa đảo đâu quần chúng nhân dân. Phương Tây tập thể do Mỹ dẫn đầu ngày hôm nay đang là cái cỗ máy sản sinh ra cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và cái chủ nghĩa độc tài, chứ không phải trên con đường thúc đẩy thế giới dân chủ tự do. Lập trường của Mỹ về Gaza làm tê liệt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một câu nói Washington đang phớt lờ kêu gọi chấm dứt đau khổ người Palestine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết là Mỹ đang sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phá hoại các nỗ lực của các quốc gia của quốc tế nhằm chấm dứt đổ máu ở tại Trung Đông, bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng từ chính nhân viên của tổ chức toàn cầu về số dân thường thiệt mạng đáng kinh ngạc tại giải Gaza. Thì Hoa Kỳ vẫn sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn lệnh ngừng bắn trên giải Gaza. Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố trên website của mình, tất cả các đại diện của Liên Hợp Quốc đã cùng nhau kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức nhằm chấm dứt hình phạt tập thể vô nhân đạo, sự đau khổ của trẻ em, phụ nữ và người già trên giải Gaza. Chúng ta chỉ nhìn vào cái hành động của 187 nước bỏ phiếu yêu cầu Mỹ dỡ bỏ ngay lập tức lệnh đơn phương trừng phạt cấm vận đối với Cuba, mà lần này không phải lần đầu tiên, nhưng Hoa Kỳ vẫn không thực hiện. Vậy rõ ràng là tổ chức quốc tế nó chỉ là hình thái bù nhìn để phục vụ quyền lợi cho Mỹ thôi. Đến 187 nước bỏ phiếu yêu cầu như vậy mà kết quả lệnh trừng phạt vẫn cứ có hiệu quả với Cuba ấy thôi. Tuy nhiên, để Hội đồng Bảo an không thể thực hiện nhiệm vụ trực tiếp của mình và vẫn bị đó là tê liệt do quan điểm của một số quốc gia duy nhất đó là Mỹ. Bộ nói thêm rằng là Israel hoàn toàn chịu nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế trên các vùng lãnh thổ của Palestine, bao gồm cả giải Gaza. Mỹ và các đồng minh đã phủ quyết hai nghị quyết của Nga và một nghị quyết của Brazil tại tài trợ kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và phiến quân Palestine. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết thay thế do Washington đưa ra,
Kể từ đó, Mỹ đã kêu gọi tạm dừng nhân đạo, nhưng lập luận rằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn vào thời điểm này sẽ giúp ích cho Hamas. Đó là lập luận đến từ Mỹ. Và kết quả chính Hoa Kỳ đang ngăn cản tiến trình ngừng bắn ở tại giải Gaza và đang dung túng và thúc đẩy hành động của lực lượng Israel bắn phá dân thường một cách không kiểm soát. Ngay kể cả việc viện trợ đạn dược, vũ khí sát thương hạng nặng của Mỹ dành cho Israel cũng không có bất kỳ một hạn chế nào trong việc sử dụng vũ khí các bạn. Trong khi đó thì EU đang phản đối việc thay đổi biên giới của giải Gaza và tái định cư dân chúng. Điều này EU phản đối, nhưng đây là kế hoạch của Mỹ và Israel. Mỹ và Israel đang cần điều đó. EU phản đối việc thay đổi biên giới của giải Gaza hoặc là trục xuất người dân bên ngoài vùng đất này do xung đột này. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU, ông Borrell, cho biết sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của EU ở tại Brussels ấy. Tôi đề nghị các bộ trưởng thảo luận về một số khuôn khổ, điều kiện để giải quyết xung đột sau khi kết thúc giai đoạn này, giai đoạn gay gắt này. Đối với chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi không thể cho phép thu hẹp hoặc chiếm đóng một phần lãnh thổ của giải Gaza, cũng như là việc tái định cư của người dân. Nhưng đây lại là kế hoạch của Mỹ, thì châu Âu không thể phản đối được việc này. Mục tiêu của Hoa Kỳ là biến toàn bộ đất đai của Palestine trở thành tiền đồn dân chủ giả cầy của Israel, từ đó tạo dựng một bàn đạp pháo đài gây mất ổn định an ninh chính trị trong toàn bộ kịch bản Đại Trung Đông. Bên cạnh đấy còn có một lượng tài nguyên thiên nhiên rất lớn trên bờ biển của giải Gaza nữa mà Mỹ đang rất đó là thèm khát. Cho nên kịch bản chiếm đóng là kịch bản của Mỹ và Israel rồi. NATO đang gặp phải những vấn đề ở biên giới giữa Nga và NATO. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở giải Gaza đe dọa khả năng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel cho Phần Lan. Một tạp chí của Mỹ chia sẻ này, trước đó thì được biết là Israel đã ký thỏa thuận cung cấp cho Phần Lan hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt ấy, trị giá đâu đó 317 triệu euro. Khả năng của Israel trong việc cung cấp hệ thống phòng không này trong thời điểm hiện tại sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khiến cho hệ thống phòng thủ ở sườn đông sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng bản thân Mỹ đã thể hiện rất rõ là hệ thống phòng không của NATO ngày hôm nay không có hiệu quả đánh chặn trước hỏa lực của Liên bang Nga. Đây được coi là một lỗ hổng toàn diện của NATO, của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, mà vẫn rêu rao rằng nó là Hiệp ước Phòng thủ Tập thể đấy. Nhưng đến ngày hôm nay người ta đang thấy đó chính là Hiệp ước Ăn cướp Tập thể, chứ không phải là Hiệp ước Phòng thủ Tập thể được. Khi đối đầu trực tiếp với gấu Nga mới biết phương Tây tập thể cũng chỉ là hổ giấy. Kết quả chiến đấu với gấu Nga vẫn lo sợ Nga phản đòn. Kiev cũng đang cố gắng tung tin giả cùng với các chuyên gia của phương Tây để che đậy đi sự thất bại của mình và tội ác của chính mình. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết là chế độ Kiev với sự tham gia của các chuyên gia phương Tây đã bắt đầu chiến dịch trong lĩnh vực thông tin, đặc biệt là tung tin giả nhằm kích động hận thù dân tộc và tôn giáo và che đậy đi sự thất bại trong các cuộc phản công của mình. Tất nhiên là điều tôi muốn lưu ý là những nỗ lực của kẻ thù trong lĩnh vực đo thông tin, điều này hiện được thể hiện chính xác bằng cách kích động lòng hận thù giữa các dân tộc và tôn giáo. Chúng tôi thấy rằng chế độ Ukraine đang thực hiện điều này khá là nghiêm túc. Theo dữ liệu tình báo thì các chuyên gia phương Tây hiện đã đến Kiev này. Hiện tại công việc này đã được triển khai và chúng tôi thấy những tin giả được phát triển khá chuyên nghiệp đang được đưa vào lĩnh vực đó là thông tin và công khai để tuyên truyền. Ông cũng kêu gọi người dân cẩn thận, không đi theo sự dẫn dắt của kẻ thù. Theo tình trạng dò dỉ thông tin hiện nay sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và chỉ tin tưởng vào thông tin chính thức mà các cơ quan có thẩm quyền công bố. Đây là một chiến dịch mà Mỹ yêu thích để sử dụng tấn công vào mặt thông tin, dư luận và tâm lý của người dân. Con đường này Hoa Kỳ đã áp dụng trong nhiều chục năm, nhưng nó sẽ thành công trong thời điểm mà thế giới chưa hoàn toàn kết nối sâu rộng về mạng Internet. Chứ trạng thái như bây giờ thì cái con đường của phương Tây sử dụng để làm điều đó nó không có hiệu quả nữa.
Trong khi đó thì các nhà ngoại giao EU đang cố gắng biện minh cho những tuyên bố của ông Borrell. Các nhà ngoại giao châu Âu phải biện minh và xin lỗi vì những tuyên bố của cao ủy ngoại giao EU ông Borrell ấy, về sự đồng thuận cơ bản giữa các nhà lãnh đạo EU trong việc tạm dừng nhân đạo ở giải Gaza. Theo tờ Politico trích dẫn ba nhà ngoại giao giấu tên biện minh điều này cho ông Borrell, phương Tây tập thể cứ tuyên bố hổ báo cáo trồn sau đó lại xin lỗi. Ấn phẩm lưu ý rằng là ông Borrell cho biết có sự đồng thuận cơ bản giữa các bộ trưởng và sự cần thiết phải tạm dừng nhân đạo ở giải Gaza, nhưng phải mất thêm 4 ngày đàm phán ở cấp cao mới đạt được thỏa thuận về cách diễn đạt. Kết quả là Tổng Thư ký cơ quan đối ngoại của EU ấy, phải giải trình với EU do việc ông Borrell tiết lộ trước về thỏa thuận. Bài báo viết rằng một nhà ngoại giao EU mô tả sự can thiệp của ông Rossanino ấy, là một cách xin lỗi vì tiết lộ của cao ủy ngoại giao EU ông Borrell, trong khi hai nhà ngoại giao khác coi đó là một lời giải thích hơn là một lời xin lỗi đầy đủ. Về câu chuyện phương Tây tuyệt bộ, phương Tây tập thể tuyên bố xong đi xin lỗi và tìm cách để biện minh, nó giống như hành động của Tổng thống Israel ấy, khi mà lực lượng quân đội Israel tạo ra thảm họa nhiệt diệt chủng trên giải Gaza và trở thành tội ác chiến tranh. Thì ông Tổng thống Israel đang cố gắng để đưa ra các lời biện minh thuyết phục thế giới ủng hộ cho các hành động dã man tàn bạo của Israel bằng cách tuyên bố rằng đã tìm thấy một ấn phẩm của Hitler, người đã viết ra trong chính sách bài Do Thái tới cùng, đang được đào tạo trong hệ thống giáo dục của giải Gaza cùng với cơ sở tôn giáo ở trên giải Gaza. Nhưng đây là một lời tuyên bố, nó không có cơ sở, không có dẫn chứng và không có thuyết phục. Nó chỉ là lời biện minh để che đậy đi tội ác mà lực lượng Israel đã gây ra trên giải Gaza thôi. Cũng giống như Hoa Kỳ ngày hôm nay phản đối tất cả mọi hành động lên án Israel, bởi vì Mỹ và châu Âu đang nói rằng Israel là quốc gia dân chủ nhất ở tại Trung Đông, là quốc gia dân chủ đầu tiên ở tại Trung Đông. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết là cả Trung Đông thì Israel ấy, duy nhất của Israel ấy, là tay sai của nước Mỹ. Cho nên với khái niệm dân chủ của Hoa Kỳ là cứ làm tay sai cho Hoa Kỳ thì ngay lập tức sẽ có dân chủ, còn chưa phải tay sai Hoa Kỳ thì sẽ chưa phải là dân chủ. Giống như Ả Rập Saudi đấy, là đồng minh vàng cực kỳ quan trọng của Mỹ đấy. Nhưng bản thân Mỹ đâu có coi đấy là một thể chế dân chủ đâu, đúng không? Bởi đơn giản là Ả Rập Saudi luôn tìm con đường để đứng trên đôi chân của mình, độc lập và tự chủ, chứ không phải bị sai khiến bởi Mỹ và Âu. Trong khi đó thì về vấn đề viện trợ vũ khí thì Mỹ cũng đang bất ngờ trước khả năng chống lực lượng vũ trang Ukraine của vũ khí đó Liên bang Nga. Máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ 5 của Nga có khả năng chiến đấu độc lập do thực hiện nhiệm vụ trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Không có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 nào có được trải nghiệm so sánh với lại Su-57 của Nga. Cần lưu ý rằng là Su-57 đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể trong điều kiện hoạt động chiến đấu cường độ cao và đã chứng tỏ được khả năng của mình khi thực hiện các nhiệm vụ để chống lại lực lượng vũ trang Ukraine. Cần nhấn mạnh rằng là máy bay thuộc mẫu này đã thực hiện các cuộc tấn công phức tạp ở trên chiến trường Ukraine, và đến ngày hôm nay người ta mới thấy được là không có một mẫu máy bay thế hệ thứ 5 nào trên thế giới so sánh được với Su-57 của Nga. Và ngoài ra thì phương Tây tập thể cũng nhìn nhận thấy phương Tây tập thể không có chủng loại vũ khí nào có sức mạnh tương đương với những vũ khí mà Nga đã sử dụng ở tại Ukraine ngày hôm nay. Và từ đó người ta cũng đã thấy không có lá chắn phòng không nào đánh chặn được toàn bộ hệ thống tên lửa của Nga như Kinzhal hay Iskander. Tức là phương Tây tập thể về một cái lá chắn phòng thủ nó đang bị lỗ hổng về cái khả năng đó là phòng không. Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 do công ty Sukhoi của Nga phát triển, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt nước. Máy bay chiến đấu có thể sử dụng nhiều loại vũ khí có điều khiển và không điều khiển, bao gồm tên lửa không đối không, đó là tầm bắn tầm trung và tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tên lửa không đối đất có điều khiển thuộc nhiều họ khác nhau cũng được sử dụng cho Su-57.
Đây là một trong những dòng máy bay ở thế hệ thứ 5 mà trên thế giới chưa có đối thủ xứng tầm và có trải nghiệm giống như Su-57. Còn ở Anh đang nhìn nhận thấy cái bẫy chiến lược đang chờ đợi Kiev ở tại châu Âu. Cái bẫy của Ukraine ở tại châu Âu ngày hôm nay là biến Ukraine trở thành một hoang mạc toàn diện và tiến tới không còn Ukraine nữa. Đó là cái bẫy quan trọng nhất mà Mỹ đang sử dụng EU để thúc đẩy Ukraine tiếp tục chiến dịch. Các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh châu Âu rất có thể sẽ không đi đến đâu này. Đất nước này sẽ trở thành gánh nặng quá lớn cho khối. Giáo sư kinh tế chính trị tại một trường đại học chia sẻ điều này với đài báo chí. Trên thực tế, một số quốc gia Ukraine bị chia cắt bởi chiến tranh có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy do các cuộc đàm phán. Đây là những gì mà phương Tây đang dành cho Ukraine. Ukraine ngày hôm nay bản chất nó cũng chỉ là công cụ để cho Mỹ sử dụng chống lại Liên bang Nga thôi. Còn về câu chuyện ấy, phương Tây tập thể thừa biết không bao giờ giúp cho Ukraine khiến Nga thất bại chiến lược được. Điều này là không thể xảy ra. Phương Tây muốn cung cấp các loại vũ khí gì mới hơn cho Kiev trong bối cảnh Nga đang vô hiệu hóa một loạt các loại khí tài trên chiến trường. Các đồng minh của Ukraine không vội chuyển giao xe tăng hiện đại cho nước này, nhưng đang đưa ra một lựa chọn thay thế để chuyển giao quân sự cho Ukraine. Các nước phương Tây không còn muốn gửi xe tăng hiện đại đến Ukraine nữa và đang đưa ra một giải pháp thay thế đơn giản. Tờ Forbes đưa tin trong chương trình phát thanh trên đài Sputnik thì ông Gan Usulov, chuyên gia Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự, phó giáo sư khoa học phân tích chính trị Đại học Quản lý Kinh tế của Nga, bày tỏ quan điểm rằng người châu Âu đang nhận thức được sự vô ích của việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, nhưng Mỹ vẫn đang yêu cầu điều này nhằm kéo dài, đó là xung đột. Từ đơn giản này có nghĩa là đồ cũ, tức là họ sẽ gửi tất cả vũ khí cũ dự định bán cho các nước ở châu Phi hoặc là Đông Nam Á. Tất cả những thứ này sẽ được gửi đến Ukraine. Những vũ khí này sẽ không thể chống lại được những vũ khí hiện đại của chúng ta này. Do đó sẽ có nhiều thương vong trong số binh lính của quân đội Ukraine ở phương Tây. Họ hiểu điều này, nhiệm vụ của họ là kéo dài xung đột gây tranh cãi giữa hai đó là dân tộc để hàng trăm năm nữa không thể hòa giải được. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng là chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng, vì vậy họ sẽ cung cấp tất cả những thứ cũ kỹ nhất cho Ukraine để duy trì cuộc xung đột. Phương Tây tập thể không muốn dừng lại cuộc chiến chống lại Nga. Trong khi đó, quân đội Pháp dùng xác động vật để huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi việc huấn luyện ấy, đã gặp khó khăn thì việc tuyển quân số cũng gặp khó khăn. Tuyển quân số gặp khó khăn thì những binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu đang bị đăng xuất đều đặn trên chiến trường. Phương Tây đang lo ngại một ngày phương Tây tập thể viện trợ khí tài đạn dược cho Ukraine, nhưng Ukraine sẽ không còn quân đội để vận hành nó. Với tình trạng không dừng lại các cuộc chiến ở trên chiến trường Ukraine cùng với Trung Đông ngày hôm nay, nó sẽ lôi kéo Mỹ vào thế chiến thứ ba. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là Hoa Kỳ sẽ không sẵn sàng để đối đầu trực tiếp với Nga Trung Đông. Đó là điều chắc chắn. Từ trước tới nay Hoa Kỳ nó là như vậy. Hoa Kỳ chỉ muốn giật dây cho các đồng minh của mình nhảy vào cuộc chiến, chứ không bao giờ Hoa Kỳ sẽ đối đầu trực tiếp. Chính vì lý do đấy tại sao bản thân Mỹ lo sợ về chiến sự ở tại Trung Đông lan rộng là như vậy. Vì khi lan rộng ấy, nó có sự đối đầu với lại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể giải quyết được 1-2 mặt trận, 1-2 quốc gia cùng một lúc. Chứ nếu như tất cả toàn bộ Trung Đông đều nổ súng tấn công lực lượng của Hoa Kỳ thì sự tổn thất của Hoa Kỳ là rất lớn. Họ không thể ngăn cản được cái quá trình này. Và đây chính là mối lo sợ lớn nhất của nước Mỹ, là bị lôi kéo vào một thế chiến để chống lại một lực lượng hùng hậu
như ở tại Trung Đông ngày hôm nay chẳng hạn. Về những hành động của phương Tây tập thể dành cho Israel ngày hôm nay, thì người ta đang thấy rằng là trên cái con đường mà bản thân Mỹ và Israel đang bị cô lập, thì Mỹ vẫn muốn sử dụng vũ lực để chấn áp toàn diện những quốc gia ở Trung Đông, không muốn dừng lại các hành động cực đoan của lực lượng Israel đang thực hiện để giết hại dân thường nơi đây. Câu chuyện ở Trung Đông dừng lại không là hoàn toàn phụ thuộc của Mỹ, cũng giống như tại Ukraine thôi, dừng lại hay tiếp tục là phụ thuộc Hoa Kỳ. Trong cái cơ sở của một năm tới sẽ là một sự thay đổi vô cùng lớn về cán cân quyền lực ở trên toàn cầu. Vì trong năm 2024 nó diễn ra bầu cử ở tại Ukraine, ở tại Nga và ở tại Washington. Và nó sẽ có những quyết định mới cho trước, trong, sau các cuộc bầu cử đó. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.